Với việc không có chỗ đứng ở đội bóng ngành công an, cộng với việc Philip Nguyễn gia nhập Công an Hà Nội, tương lai thủ môn Bùi Tiến Dũng trở nên mù mịt hơn bao giờ hết. Theo đó, sự xuất hiện của Philip Nguyễn trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội được cho là nguồn cơn khiến cựu sao U23 Bùi Tiến Dũng muốn rời đội bóng thủ đô ngay lập tức. Đã có thông tin về việc Dũng Gôn muốn được ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn, có thể là trở lại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại V-League ngay ở giai đoạn lượt về sắp tới. Sau hành trình lịch sử cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2023, sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng đã lao dốc sau những sai lầm về mặt chuyên môn khó chấp nhận. Tại câu lạc bộ Hà Nội và sau này là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, người hùng Thường Châu đã không thường xuyên được sử dụng. Đây cũng là lý do khiến anh không còn duy trì được phong độ tốt trên sân cỏ. Ở mùa giải năm nay, Bùi Tiến Dũng bất ngờ chuyển tới khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội với kỳ vọng tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp sau khi thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh liên tiếp được bắt chính trong 3 vòng đầu nhưng sau đó đã đánh mất vị trí ra sân sau khi mắc một số sai sót. Kể từ trận thua 1-2 trước Viettel ở vòng 3 V-League 2023 hôm 14 tháng 2, Bùi Tiến Dũng đã không được ra sân thêm một lần nào nữa. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hiện Bùi Tiến Dũng chỉ là lựa chọn số 3 ở vị trí thủ môn của Công an Hà Nội, sau Patrick Lê Giang và Đỗ Sĩ Huy. Vì vậy, chuyện anh ra đi cũng là điều dễ hiểu khi Công an Hà Nội chiêu mộ thêm Philip Nguyễn và ký hợp đồng 3 năm với đội bóng ngành công an. Kể từ sau vòng chung kết U23 châu Á 2020, Bùi Tiến Dũng không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo ở bất cứ lần tập trung nào của đội tuyển Việt Nam. Đó là giải đấu mà thủ thành sinh năm 1997 chơi không tồi ở hai trận đầu tiên. Nhưng sai lầm ở lượt cuối, vòng bảng đã gián tiếp khiến U23 Việt Nam không thể giành vé đi tiếp. Trước đó, Bùi Tiến Dũng cũng mắc sai lầm tương tự ở SEA Games 30 và mất suất bắt chính vào tay đàn em Văn Toản. Bên cạnh Đặng Văn Lâm, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn rất nhiều lựa chọn chất lượng khác cho vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam như Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Tuấn Mạnh hay những thủ môn trẻ như Nguyễn Văn Toản, Quang Văn Chuẩn. Thay vào đó, cuộc sống bên ngoài sân cỏ đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ cũng như sự ổn định của Bùi Tiến Dũng. Những hình ảnh trên sân tập của Bùi Tiến Dũng không còn xuất hiện nhiều như trước. Trái ngược lại với sự sa sút về mặt chuyên môn là sự thành công bên ngoài sân cỏ. Độ phủ sóng của Bùi Tiến Dũng trên truyền thông ngày một cao, từ các thương hiệu quảng cáo, các sự kiện của giới showbiz cho đến chuyện tình lãng mạn với bạn gái là người mẫu nổi tiếng. Chưa kể, những bữa ăn, những buổi tiệc tùng cùng giới đại gia cũng liên tục xuất hiện hình ảnh của người gác đền trẻ tuổi. Trên trang cá nhân của thủ môn câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Tiến Dũng thường xuyên cập nhật những hoạt động ăn uống, đi chơi hay tham gia các sự kiện bên lề. Những hình ảnh luyện tập không còn xuất hiện nhiều và được thế chỗ bằng những hành động lãng mạn dành cho cô bạn gái. 5 năm sau khi bước ra từ ánh hào quang ở vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc, theo ước tính, Bùi Tiến Dũng đã có trong tay trên dưới 20 tỷ đồng. Thu nhập của thủ môn này đến từ các khoản tiền lót tay, lương, thưởng ở các câu lạc bộ cũng như đội tuyển. Đặc biệt, các bản hợp đồng quảng cáo, gương mặt đại diện chiếm phần lớn khoản thu của Bùi Tiến Dũng. So với người dân bình thường, con số trên là rất lớn. Ngay cả so với các đồng đội, Bùi Tiến Dũng cũng được xem là khá giả hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao không lâu sau khi thanh lý chiếc Mercedes GLC 250 có giá gần 2 tỷ đồng, người ta thấy Bùi Tiến Dũng và cô bạn gái xinh đẹp Bianca Zakidova đi chơi trên chiếc siêu xe BMW i8 mới tinh bóng lộn với giá khoảng 7-8 tỷ đồng. Dễ dàng nhận thấy Bùi Tiến Dũng đang kiếm tiền rất dễ dàng và trở thành một người nổi tiếng. Nhưng đáng tiếc, tất cả những điều ấy không xuất phát từ những thành tích trên sân cỏ. Người hâm mộ yêu mến Bùi Tiến Dũng vì tài năng của thủ thành này trong khung gỗ, chứ không phải là vẻ hào nhoáng của cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Từ khi kết hôn, Bùi Tiến Dũng luôn thể hiện là người chồng, người cha kiểu mẫu. Anh hết lòng chăm sóc, bóp chân khi vợ mang bầu. Nam thủ thành bế con cũng rất khéo. Trong thời gian qua, thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp nhiều khó khăn để tìm lại phong độ, ít có cơ hội thể hiện, khó cạnh tranh vị trí với các đàn anh, khiến thủ môn sinh năm 1997 dần mất đi tự tin trong khung thành. Video đến đây là hết rồi, bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.